Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021 Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, vận trình tuần này của người tuổi Tý không có điều gì quá lo ngại. Dù mọi việc không đạt được thành tựu rực rỡ như mong đợi nhưng nhìn chung vẫn tiến triển theo như kế hoạch bạn đã đặt ra từ trước khiến bạn hết sức yên tâm. Có lẽ bạn vẫn cần chờ tới thời cơ thích hợp hơn để chuyển mình mạnh mẽ. Tỷ kiên xuất hiện ở giữa tuần đảm bảo con giáp này chỉ cần giữ vững quyết tâm, ý chí của mình thì có thể đạt được mục tiêu tiểu nhân tuy có trở ngại tuy không thiếu nhưng bạn chẳng lo lắng cứ từ từ giải quyết từng việc một và cuối cùng là tháo gỡ mọi khó khăn một cách nhanh bất ngờ đầu tuần có kiếp tài nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng phải cẩn thận tính toán thật kỹ để tránh mất trắng tay tài chính thu vào ít chi ra nhiều có điểm vay mượn người khác hoặc phải dốc hầu bao để giải quyết rắc rối khiến tài lộc kém ổn định tuần này cũng là thời điểm để mệnh chủ nhìn nhận lại chuyện tình cảm của mình Thứ gì đã qua hãy cứ để nó qua, hiện tại và tương lai mới là điều bạn nên trân trọng chứ không phải cứ mãi ôm khư khư những thứ xưa cũ mà đánh mất hạnh phúc mình đang có. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021. Tuần này, vận trình của người tuổi Sửu có cát vận nhìn hơn hung vận là điểm báo, người tuổi Sửu đón tuần mới tốt đẹp và còn có thể được nhiều người nâng đỡ có những thời điểm bạn vướng phải hiềm khích tranh chấp nhưng được quý nhân hỗ trợ nên mọi chuyện đều vượt qua không có vướng mắc gì quá lớn chỉ cần bản mệnh luôn giữ thái độ đúng mực thì chẳng phải lo lắng điều gì ngay từ đầu tuần đã có thiên ấn giúp sức mang tới cho những chú châu khả năng sáng tạo tuyệt vời công việc nhờ vậy cũng suôn sẻ hơn thế nhưng bạn cũng không được chủ quan vì sẽ có những khó khăn bất ngờ xuất hiện khi bạn lơ đễnh vì thế hãy cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo nhé chính tài xuất hiện vào giữa tuần cho thấy có tín hiệu vui liên quan tới tiền bạc nhưng theo ngay sau là kiếp tài báo hiệu vẫn có những cái bẫy khiến bạn bị mất tiền vì thế cần tìm cách tránh và quan trọng là không nên tin người bạn sẽ rất dễ mất tiền vì sự cả tin của mình xem bói tình duyên chuyện tình cảm của bạn thời điểm này đang rất êm đềm hai bạn đã sẵn sàng cho một tình yêu nghiêm túc lâu dài và có thể tính tới chuyện trăm năm sớm người độc thân hãy chờ đón một người bạn thú vị đến với mình rất có thể cả hai sẽ từ tình bạn phát triển thành tình yêu đấy. Tử vi tuần mới của tuổi Dần từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021. Xem tử vi hàng tuần cho thấy, con giáp tuổi Dần đón tuần mới trong niềm hân hoan khi nhiều tin vui ập đến khiến bạn hứng khởi vô cùng. Vận trình của bạn đang tương đối khả quan, đặc biệt là về sự nghiệp. Quý nhân giúp sức cộng với bản lĩnh của chính mình nên bạn thuận lợi giành được cơ hội tốt. Càng về cuối tuần bạn lại càng tỏa sáng, có chính ấn che chở, bạn có thể được cấp trên tạo nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát huy năng lực. Nhưng vì thế mà không thể không đề phòng tiểu nhân do thương quan mang đến khi có kẻ đố kỵ với thành công của bạn. Điều này là không tránh khỏi khi mà bạn có xuất phát điểm cao hơn thì số người ghen tị cũng nhiều hơn. Trong tuần có điểm báo tiểu hao xuất hiện, con giáp này sẽ vẫn hao hụt tiền bạc vào những mục đích không cần thiết, tuy không mất mát quá nhiều nhưng lâu dài cũng ảnh hưởng đến túi tiền của bạn bản mệnh muốn giữ được tiền cho mình thì nên lên kế hoạch tiết kiệm là hơn. Đường tình cảm khá bình ổn, không có nhiều biến động. Con giáp này biết cách để làm cho người ấy yên lòng dù đôi bên không gần nhau thường xuyên. Dẫu vậy, bạn cũng nên thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn chút nữa nhé, đừng chuyện gì cũng giấu trong lòng và bắt người ấy cảm nhận. Tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021 xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong tuần có các khí lan tràn báo hiệu tuần mới nhiều may mắn sẽ đến với người tuổi mão, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Tình duyên thời điểm này khá thuận, người độc thân sẽ sớm đón nhận tình yêu nếu chịu mở lòng mình ra. Tử vi 12 con giáp cho thấy, tài lộc vượng cũng là một điểm sáng trong tuần này của con giáp này. Bản mệnh được thiên tài trợ lực tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Song cũng nên tham khảo ý kiến của người xung quanh để tránh rủi ro không đáng có tuy nhiên trong công việc bản mệnh cần đề phòng ngũ quỷ làm loạn sẽ gây ra họa tiểu nhân quấy phá sức khỏe yếu kém tuổi mão có thể sẽ phải trải qua thử thách trong công việc rồi mới có được những điều mình muốn nếu có việc quan trọng cần giải quyết bạn nên để tới cuối tuần sẽ dễ bề thành công hơn khi có chính ấn hỗ trợ đầu tuần tiểu nhân không ngừng tìm kiếm cơ hội để khiến cho bản mệnh mất đi vị trí hiện tại mà mình mất khá nhiều công sức mới có thể có được tử vi tuần mới của tuổi thìn từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, người tuổi thìn có thể hoàn toàn yên tâm kê cao gối ngủ trong tuần này khi các khí rất vượng, nhiều chuyện may mắn cùng ghé thăm. Tài lộc ào ào đổ về nhà, lộc lá nhiều không kể xiết khi cả thiên tài và chính tài cùng tụ hội. Thời điểm này, người làm công ăn lương có thêm nhiều khoản thu từ lương thưởng, còn người kinh doanh thì buôn bán phát đạt, lợi nhuận tăng cao. Đây cũng là điều hiển nhiên khi mà thời gian qua bạn đã làm việc hết sức mình thì tất nhiên sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Vận trình sự nghiệp cũng có nhiều khởi sắc, nhiều cơ hội bùng nổ vào thời điểm đầu tuần ấn quan cùng xuất hiện trao cho bản mệnh vận may hiếm có để thể hiện năng lực của mình, giành lấy vị trí xứng đáng cũng như tìm kiếm thêm không gian phát triển trong tương lai. Thái âm cát tinh trợ nhân duyên, tuy chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng rực rỡ, ngọt ngào như trong những bộ phim tình cảm nhưng bạn hài lòng với sự ổn định hiện nay. Cả hai đều trân trọng đối phương, trân trọng mối quan hệ này với bạn như vậy là đủ. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này cho thấy tuần này người tuổi Tỵ có sao dịch mã chiếu mệnh nên vận trình đầy áp sự chuyển động với nhịp độ nhanh và mạnh. Nếu có thể bắt kịp với những thay đổi liên tục, không ngại đi xa, năng động và tự chủ thì bạn sẽ kiếm được những cơ hội phát triển rất tốt. Hơi vất vả một chút nhưng thành quả nhận được sẽ rất xứng đáng. Đầu tuần có vẻ là thời gian nhẹ nhõm nhất với con giáp này khi có chính quan phù trợ, bạn nên cân nhắc tiến hành những việc quan trọng vào thời điểm này để gặp nhiều may mắn. Còn từ giữa tuần trở đi, hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra, bản mệnh dễ gặp họa vì tiểu nhân hãm hại, khiến cho con đường công danh gập ghềnh chắc trở. Tài lực trong tuần với những chú rắn khá dồi dào khi mà cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính tuy nhiên nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần tỷ lệ thành công sẽ cao hơn trái ngược với may mắn về tiền bạc khi chuyện tình cảm của con giáp này không được suôn sẻ cho lắm quả là đen tình đỏ bạc khi mối quan hệ của bạn và nửa kia luôn trong tình trạng căng thẳng khó tìm được tiếng nói chung mâu thuẫn ngày càng leo thang khiến cả hai đều chịu nhiều tổn thương tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong tuần có hung vận lấn át cát vận, dự báo tuần mới sẽ là một tuần đầy biến động với người tuổi ngọ. Nhiều sự việc xảy ra ngoài dự đoán như thử thách giới hạn chịu đựng của con giáp này, nhất là trong chuyện tình cảm bản mệnh gặp nhiều trắc trở đường tình duyên những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm khiến cho tình cảm đứng trên bờ vực tan vỡ nhưng lại chẳng tìm được cách phù hợp để giải quyết dứt điểm tình trạng này trong công việc thiên quan cản trở khiến việc hợp tác với đồng nghiệp của những chú ngựa cũng không suôn sẻ như mọi khi đôi bên thường xảy ra bất đồng ý kiến ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình tới cùng khiến công việc chung bị trì trệ vì thế thậm chí phải nhờ tới sự phân xử của cấp trên mới tháo gỡ được vấn đề Tuy nhiên, bạn không phải lo lắng về tài chính khi mà cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều đang rất ổn định và còn có dấu hiệu tăng lên. Tuổi Ngọ đạt được những bước tiến lớn, chính tài đảm bảo cho khoản thu nhập cố định của con giáp này đủ để thoải mái đi theo mơ ước. Tử vi tuần mới của tuổi Mùi từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021 với người tuổi mùi bước sang tuần mới này vận trình gặp hung tinh thái tuế cảnh báo bản mệnh có thể phải đối mặt với những tai họa bất ngờ xảy ra con giáp này đang để cảm xúc dẫn dắt mình mà quên hết cả lý trí dễ đưa ra những nhận định sai lầm khiến mình hối hận sau này tuần này khối lượng công việc tăng lên khiến mệnh chủ có phần quá sức sai sót có thể không tránh khỏi vì nguyên nhân đó vì thế bạn hãy kiểm tra kỹ càng một lượt trước khi trình lên cấp trên để tránh bị khiển trách ảnh hưởng tới đánh giá về bản thân thận trọng nữa thì nhờ người tin tưởng có kinh nghiệm xem trước cho yên tâm tài lộc có chút sáng hơn thiên tài mang tới cho con giáp này công việc làm thêm với thu nhập khá ổn tuy chỉ là việc thời vụ nhưng nếu làm tốt và nhanh nhẹn lại kết nối với các mối liên hệ mà bạn sẵn có thì rất có thể sẽ biến thành công việc chính trong tương lai không xa chuyện tình cảm của mệnh chủ tiến triển khá tốt đẹp vợ chồng hài hòa không xảy ra mâu thuẫn gì đáng kể Tuy nhiên, bạn đừng quên thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng để mối quan hệ luôn được gắn bó nồng nàn nhé. Tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, bước sang tuần mới, hung cát đan sen án ngữ trong vận trình của người tuổi thân báo hiệu một tuần với nhiều biến động với bạn. Rắc rối không ít nhưng trong cái rủi có cái may, trong họa có phúc, bạn cũng nhận được nhiều điểm lành vận trình lên xuống bất định chẳng thể nào đoán trước nên bạn hãy cứ chuẩn bị tinh thần vững vàng sẵn sàng đối diện với mọi tình huống con giáp này khá cứng rắn trong những quyết định liên quan đến bước đường sự nghiệp của mình bạn biết được mục tiêu của mình nằm ở đâu và có đủ khôn khéo để vượt qua khó khăn thử thách mà đạt được mục tiêu thiên ấn với sự sáng tạo không ngừng nghỉ và chính ấn sẽ trợ lực để bạn đạt được điều mình mong muốn sớm thôi sao bách việt xuất hiện mang theo những tin vui về đường tình duyên cho những chú khỉ cơ hội để tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình với bản mệnh đang rất lớn, cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Các cặp vợ chồng tình cảm thăng hoa rực rỡ, trải qua nhiều sóng gió, cả hai càng thêm trân trọng và bao dung cho nhau để cùng gìn giữ tổ ấm. Gia đình mãi là bến đỗ yên bình để bạn có thể trở về và thả lỏng bản thân bất cứ lúc nào a. À. Tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021. Tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới, cho thấy người tuổi dậu được tỷ kiên hỗ trợ nên hăng hái nỗ lực làm việc, phấn đấu hết mình để phát triển sự nghiệp. Nhưng tính cách có phần kiêu ngạo lại vô tình trở thành vật cản khiến vận may vẫn chưa mỉm cười, kết quả chưa thực sự tương xứng với công sức mà bạn bỏ ra. Bản thân có năng lực mà thiếu kết nối với mọi người, không biết tạo dựng mối quan hệ để thu thập thông tin thì dù bạn có xuất sắc đến đâu cũng rất dễ phạm sai lầm, không nắm bắt kịp tiến độ của tập thể tụt hậu so với mọi người là điều hiển nhiên thiên cầu hung tinh sẽ kéo theo họa thị phi nơi công sở tốt nhất bản mệnh nên chú tâm vào công việc của mình chớ nên lo nhiều chuyện bao đồng vừa giảm sút năng suất làm việc lại vừa tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân tìm cớ gây họa mang tới bao rắc rối khó có thể giải quyết trong ngày một ngày hai tính tình kiêu ngạo bồng bột của con giáp này cũng có thể phá hủy mối nhân duyên mà bạn đang có ăn nói quá tùy tiện mà không suy nghĩ đến cảm nhận của người đối diện tuổi giàu đang tự tay phá tan hạnh phúc của bản thân hãy tiết chế cảm xúc và đặt mình vào vị trí của người khác bạn nhé. Tử vi tuần mới của tuổi tuất từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021. Người tuổi tuất trong tuần mới này được các tinh thiên đức soi bóng, công việc tiến triển khá tốt đẹp. Bản mệnh có quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi. Lại thêm ấn quan hợp mệnh, hơn ai hết, con giáp này hiểu thế mạnh của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, bất chấp những khó khăn trước mắt. Giữa tuần có chính tài, tài lộc của mệnh chủ được quý nhân giúp đỡ, nhiều khả năng sẽ kiếm được món lợi lớn, số dư trong tài khoản cũng tăng lên nhanh chóng. Thậm chí về quý tuần còn có cả thực thần chỉ lối khiến tài lộc thêm phần vượng sắc. Thoát khỏi những xui xẻo trước đó, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì quý tuần này cũng đều sẽ có được ví tiền dùng rỉnh Nhưng nhớ là đừng vội vàng tham lam vì cái lợi trước mắt mà bị lừa nhé, biết đủ cũng là một cách để bạn làm giàu cho chính bản thân mình chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy không có sóng gió rõ ràng nhưng cả hai đều hiểu có những thứ đã thay đổi, nhất là khoảng cách giữa hai bạn cứ ngày càng lớn dần, tình cảm nhạt nhòa theo thời gian nhưng chẳng còn ai chịu chủ động đứng ra hâm nóng. Trong khi đó, người độc thân mải mê với công việc mà không bận tâm lắm đến việc tìm kiếm tình yêu. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021 trong tuần có thương quan xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy, hiệu quả công việc của người tuổi hợi có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng, bản mệnh cần phải tự sốc lại tinh thần của mình ngay đi thôi trước khi tình hình gay gâu hơn nữa. Tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu, bạn vẫn thấy mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Điều này khiến mệnh chủ trở nên chán nản và không muốn tiếp tục cố gắng làm việc. Bạn chỉ muốn buông xuôi trước những sóng gió cuộc sống gây ra sao bạch hổ hung tinh cũng là điềm báo bất lợi cho bản mệnh do đó tuần này nên tránh tranh chấp va chạm hay gây căng thẳng vì bạn sẽ luôn yếu thế so với người khác thường nhận phần thua thiệt về mình mà thôi về tài lộc thì bản mệnh sẽ không gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc đâu kiếp tài ngáng chờ tiền khó mà vào được túi của con giáp này toàn hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra mà bạn phải xì tiền ra thôi tuần này cứ thực hiện kế hoạch tiết kiệm là an toàn nhất bạn nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại